ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុនលោកឌួងឆាយសម្រាប់ចាត់សាងភ្នោះនៅល្ងាចនេះ Cá xâm ra chấp sang phun ní cứ đầm bấy son cốn nẹ miền cồn nâng liền bạp cám cam pé tiền lại. Cú rùm lức phong đại thá premohak sát trà bông quám bành chóm cù rùm nghía ốc nhà đuông chai. Rồi pí ở đợt phe dế rồi bao lục đuông chai bằng họ video đal pha mây luôn. Pra ẩm pơ hằng xá tờ lờ rụm nén neo pé con lỏng mỏng. Dùng 8 ព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះមហាក្សត្រ ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចសៃឈុំនៅថ្ងៃទី 18 មីនា 2021 បានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់គោរពងារអង្គញាពីលោកឌួងឆាយហើយចំពោះការបួសនេះផងដែរលោកឌួងឆាយបានសរសេរបង្ហោះប្រាប់ឲ្យដឹងថា ខ្ញុំ បាន បួស សាង ភ្នោះ ដើម្បី សង គុណ អ្នក មាន គុណ និង លៀង បាប កម្ម Cam pía tiền lại, xôm ạ hò sơ cám ôi khuyên bát phong. Cói bị bàn khởi luồng ổng nhá xâm ra chật sang phân hụt bạp ní. Cô mến mùa hai chôn chê chán xâm đành cả đầy chê đẹp lá. Chìa mùi nắng bà đạch chê cốn phong đài. Chà nô lưng nghệ ní, luộc đuông chai bàn xâm ra chật sang phân hụt hới cứ đâm bầy xong cốn. Nẹ miên côn tiền thuế, cọ đôi chìa liền bạp cắm. Nâng cam pê rộ bọc luôn phong đáy. Hơi chấm bố ca sang phân hút ní phong đáy. Bà đã cho con có mình toàn mình xong đầy ca thà ở dạ pê lpôn mán nâng sạc vinh nổ đáy. Cha hơi tệ tôn nông bố mình ní đáy có xôm bình chọc ta trâm ní. Ai lớn như nghĩa một tam đàn bố mình mùi tiết đài tệ tôn tân nâng. Xâm đáy đầy cho hôn xén. Án đu nhát ở chụp xâm rã ở dạ pê lpây tháng ngày này bị thị bón chôn chân nằm khmảy. Tại trừ ăn uống với thiên cá sọc hàng phì bá đầm bầy tụt sát chung ngứa covid đọc bầm buồn. Rệt thân ấy phần nồng bình. Nét râu xiêu thằng ngày tìm một phẩy mùi mịn nế trên năm pi pon một phẩy mùi nế xâm đại đại châu hồn sáng nhiều loạn môn tây này Campuchia. Bàn xâm đại ói môn tây rệt cá cam co nhiều trứng. Chốc xâm ra rệt bấy bầy thằng ngày này bị thị bón trôi trên năm khải. Nét thằng ngày tí đọc bốn đọc đọc bầm muối khai mê sát trên năm pi pon một phẩy muối khang một nỉ. Tại trừ ăn uống với thiên cá sọc hàng phì bá đầm bầy cà phê nâng tụt sát chung ngứa covid đọc bầm buồn. Nét khăn bà rì cá này bờ cá sạ có một phẩy công phép pi pon một phẩy muối đài bờ tây chiến. Bán nâng cầm bông bần tó chua bà chôm nâng hà nị phây cấp bố nây cài cho lòng rịt rịt đá COVID đọc bầm buồn. Khăn nông cột bầm nóng thế nế ca bế ai dụ chư bất rộp bọc bà chìa bố rõn. Sau cập hiếp xa thê rơ nạ nâng sẵn đạp thân nộp xa thê rơ nạ. Brom tiếng cắt bần thói ở bàn chìa tệ bà rơ má. Nâng thói bà bó nây cài cho lòng rịt rịt đá chùm ngứa nỉ. Trong bố vị sái sân cốm nâng xe tự cách nâu bà rê chê nê chạ Campuchia. Rịt rốt thà phí bà. Xôm đã tranh nơi vị thiên ca mùi chấm nuốn bẹ bón nâng cài chụp xâm rác khăn bị thị bón chôn chân nằm khmái bờ bầy này chiến. Bị thằng ai bốt bay cớt khai bị xã chân nằm chả lứ tâu xã bút xã cái bị bom bầm rối học sập buồn. Đó thằng ai sóc bầm cớt khai bị xã chân nằm chả lứ tây xã bút xã cái bị bom bầm rối học sập buồn. Tây nâng thằng ai tị đập buồn, đó thằng ai tị đập mùi mây xã bị bom một phẩy mùi. Ác nụ lóng tam bọt bay nhạt cho bám nâng lị khấn. Bắt tơ than chia thô mến đổi kháng rồng. Tì mũi, ác nô nhát ôi môn trái bục lực này thả bàn nà rọt tiếng ó chốc xâm rác rồi dạp bệt bầy tháng ấy tam cá bà rì chát đội bình dạ kháng lớn. Srop tam ác nô cất lên mùi rồi xàm sập mũi, o nô cỏ bò có chót tháng ấy tí một phây bà mũi khai say há bì bọt một phây. Sday bí bà tì tấn chốc xâm rác ca nghe rộp bò môn trái rê chá nì dô chứng cam một có bà chăm chá nắm bì bọt một phây mũi. Chà nà bê ní xâm đại đại châu hôn sán. Bạn ác nụ nhát ôi chụp xâm rác rồi dạp bệt bầy tháng ngày này bị thị bón trôi cho nằm khmải. Tại trời tái ác nụ vọt ôi chọc chuốn nơi bị thiên cá sọc hạ phí ba đậm bầy tụp sát chùm ngư COVID đọc bầm buồn. Chà hơi tệ tôn nâng bồn mê ní đáy có xôm mình chọc tại trâm nỉ. Xôm ọc cún, xôm cô rộp lìa.